Những ngày xuân đến, nhiều cán bộ chiến sĩ các đơn vị hải quân, cảnh sát biển và các hải đội dân quân thường trực lại lên đường, lướt sóng ra khơi, canh trực biển trời quê hương. Đón Tết giữa biển trời mênh mông, nhưng bộ đội đều xác định tốt yêu cầu nhiệm vụ với tinh thần dấn thân, cống hiến để bảo vệ bình yên biển đảo quê hương. Ngôi nhà chung rực rỡ sắc xuân của cán bộ chiến sĩ Hải đội Dân quân Thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Cây cảnh cùng những nhu yếu phẩm cần thiết đã được đơn vị chuẩn bị chu đáo để họ đón Tết thật trọn vẹn. Chỉ đạo anh em để tổ chức cho nó có một cái Tết đầm ấm xa gia đình, nhưng mà vẫn luôn an tâm tư tưởng công tác trên chiến biển xa nhà. Đó là đã tổ chức trang trí bàn thờ Tổ quốc trên tàu, chuẩn bị mâm cơm và trang trí hoa đầy đủ. Tình cảm từ đồng chí, đồng đội giúp những thành viên lần đầu tiên đón Tết trên biển như anh Huỳnh Thanh Thái vơi đi nỗi nhớ gia đình và có thêm động lực để đảm bảo tốt các yếu tố kỹ thuật cho tàu vươn khơi. Tôi và công chí trong tàu là xác định rõ quyết tâm và hăng hái để thực hiện chuyến biển đầu năm thuận lợi để hoàn thành mọi nhiệm vụ được vô. Còn tại vùng cảnh sát biển 1, hương vị ngày Tết trên đất liền cũng đã đủ đầy trên những con tàu chuẩn bị ra khơi. Không chỉ quan tâm đời sống sinh hoạt, chỉ huy đơn vị còn gần gũi, chia sẻ với bộ đội về những năm tháng vượt sóng, vượt gió, canh giữ biển đảo của chính mình. Để từ đó, bộ đội thêm thấu hiểu, thêm tự hào và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm tốt công tác chuẩn bị về vũ khí, trang bị máy móc, bảo đảm lương thực, thực phẩm, đủ định lượng, chế độ cho bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần, quyết tâm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và thực hiện kế hoạch IUU. Tàu chuẩn bị rời bến bắt trái. Giờ lên đường, những con tàu mang tình cảm thân thương của người dân và các đồng đội từ đất liền ra khơi xa. Mỗi giây phút bình yên của biển trời Tổ quốc đều được đánh đổi bằng hy sinh thầm lặng của những người lính đang ngày đêm coi tàu là nhà, biển cả là quê hương.